Khi bác sĩ và bệnh nhân không ai chịu nhường ai. Ủa em xong rồi đấy. Giờ em về nhà vệ sinh đúng cách và theo hướng dẫn của anh nhé. Ờ bác sĩ ơi, không, em hỏi chút là bác sĩ không biết là có người yêu chưa? Chú nhìn anh thế này mà bảo chưa có à? Lịch sử tình trường của anh á, đếm hai bàn tay còn chưa hết. Thôi, có bốc phét. Đừng có mồm điêu đi. Thế bây giờ bác sĩ đóng giả crush của em được không? Rồi anh em mình thả thính qua lại. Để khi gặp crush thì em đỡ bơ ngỡ. Cái này chú tìm đúng người rồi đấy. Vậy thì để em trước nhé. Sống mũi của em cao nhỉ? Vậy thì sao anh? Vì anh đã yêu em từ lâu. Cực kỳ thuyết phục. Chú em khá nhỉ? Giờ đến lượt anh nhá. Em đầu tư lỗ trong tình yêu, chỉ mong được lời yêu anh. Đấy, nó phải thế chứ. Được nói chuyện với em là anh đã quá lời rồi. Con này khá và rỏi. Thôi dậy xúc miệng đi nhá, rồi về vệ sinh răng miệng nhá.